Bắc Ninh gần chạm mức 1.000 bệnh nhân COVID-19, khẩn cấp thực hiện nhiều cách chống dịch. Bình Dương giãn cách 5 thành phố, thị xã, lên phương án khu cách ly 10.000 người. Tráng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 30.000 công nhân khu chế xuất Tân Thuận. F0 ở thành phố Hồ Chí Minh là công nhân khu công nghiệp tại Long An, truy vết ra 102 F1. Cậu bé 7 tuổi vào viện chữa khỏi COVID-19, trở về nhà chỉ còn một mình. Hà Nội lùi lịch thi, giảm thời gian làm bài thi vào lớp 10. Dân khát điện bên nhà máy thủy điện. Người đàn ông như nam châm, hút chặt cái đồ vật vào cơ thể. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi một tin trong nước trưa ngày 3 tháng 6 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tính đến tối ngày 2 tháng 6, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 962 trường hợp mắc COVID-19 tại 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố với 150 ổ dịch, trong đó có 78 ca phát hiện trong ngày. Đến ngày 2 tháng 6, qua truy vết, toàn tỉnh Bắc Ninh rà soát được 49.739 trường hợp F1 và F2, thực hiện cách ly y tế cho 39.927 trường hợp, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 cho 607.804 người. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.120 doanh nghiệp nằm trong 10 khu công nghiệp tập trung và 26 cụm công nghiệp với khoảng 450.000 công nhân. Tính đến ngày 2 tháng 6, đã ghi nhận gần 250 ca mắc tại 59 doanh nghiệp, trong đó có 4 chuyên gia người nước ngoài, 1 bệnh nhân là người Hàn Quốc, 2 bệnh nhân là người Nhật Bản và 1 bệnh nhân là người Trung Quốc. Từ ngày 2 tháng 6 là thời điểm tỉnh Bắc Ninh bắt buộc các khu công nghiệp thực hiện giải pháp bố trí chỗ lưu trú và làm việc tại nhà máy cho người lao động. Trong thời gian chưa đầy một tuần, hàng trăm doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp bảo đảm về chỗ ở cho người lao động để vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Sở Y tế sẽ tổ chức 3 đoàn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này sẽ có 15.000 công nhân trong nhà máy Samsung, 6.000 công nhân tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, Foxconn được tiêm phòng COVID-19. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 6, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu 3 thành phố và 2 thị xã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, đồng thời lên phương án cách ly khoảng 10.000 người. Cụ thể là thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dị An, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát và một số xã thị trấn của huyện Bào Bàng, nơi có khu công nghiệp, triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng các khu phố đang được phong tỏa thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dị An, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An và phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Các địa phương còn lại thực hiện theo chỉ thị 19. Việc triển khai giãn cách xã hội được thực hiện đến khi có thông báo mới. Thực hiện theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi làm việc, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm, kỷ luật nghiêm trọng đối với người đứng đầu chính quyền ở địa phương để xảy ra tụ tập đông người. Tỉnh Bình Dương yêu cầu các huyện, thị phối hợp với các ngành chức năng, trưng dụng các nhà trọ, khách sạn, nâng lên dự phòng phương án cách ly khoảng 10.000 người, đồng thời bổ sung trang thiết bị cần thiết, chuẩn bị phương án lập bệnh viện dã chiến để điều trị cho khoảng từ 600 đến 800 người. Thưa quý vị, vào chiều tối ngày 2 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC đã phối hợp với Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM tổ chức lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho hơn 30.000 công nhân đang làm việc ở 22 doanh nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận. Các nhân viên y tế đã phải làm việc suốt đêm để kịp lấy hết 30.000 mẫu tại đây. Khu chế xuất Tân Thuận có hơn 56.000 lao động làm việc tại các nhà máy phân xưởng. Lượng công nhân ra vào khu chế xuất là rất lớn, tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh nên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã lấy mẫu trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để tầm soát, phát hiện kịp thời những ca COVID-19, tránh lây lan ra cộng đồng. Tại công ty Nidec có gần 3.000 công nhân chờ lấy mẫu, các công nhân xếp hàng dài, giãn cách để phòng dịch bệnh. Tại một nhà máy chuyên làm muỗng, nĩa, hơn 1.000 công nhân nơi đây cũng được nhân viên y tế lấy mẫu. Hiện nay dịch bệnh đã lây lan vào các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh nên việc lấy mẫu tầm soát ở khu chế xuất càng được đẩy mạnh và khẩn trương. Nhân viên y tế vẫn thực hiện gộp 5 mẫu để cùng xét nghiệm.
Vào chiều ngày 2 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Long An đã đến một công ty thuộc khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An để hướng dẫn, tổ chức cho địa phương truy vết khoanh vùng, triển khai các hoạt động dập dịch sau khi nhận được thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh về một ca bệnh từ F1 đã trở thành F0 là công nhân tại đây. Theo thông tin dịch tễ, công nhân nam 27 tuổi này từng là F1 của bệnh nhân 7069 đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Sống tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày công nhân này sáng đi Long An làm việc và tối trở về thành phố Hồ Chí Minh. Khi trở thành F1, nam công nhân này đã được cách ly tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 5. Đến trưa ngày 2 tháng 6, công nhân nam có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện công nhân này đang được điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi có thông tin về trường hợp công nhân này, công ty đã chủ động phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để bảo đảm an toàn cho các công nhân khác. Hiện tại, lực lượng phòng chống dịch đã truy vết được 102 trường hợp F1 của công nhân này, gồm những người làm chung dây chuyền sản xuất, các phòng xưởng liên quan, xe buýt gồm cả tài xế, bảo vệ và nơi ăn tại công ty. Đây là số lượng F1 lớn nhất trên địa bàn tỉnh Long An từ đầu mùa dịch đến nay. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, phục vụ truy vết tiếp các F2, F3 và các trường hợp F1 này sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 6, vào ngày thứ Ba, cháu HKN 7 tuổi, trú ở phường Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, về nhà sau thời gian điều trị và khỏi bệnh COVID-19. Mặc dù không có người thân bên cạnh vì bố mẹ cháu đang điều trị và cách ly tập trung, nhưng cháu N rất tự lập và đặt ra cho mình thời gian biểu sinh hoạt phù hợp dưới sự giúp đỡ của một tình nguyện viên. Cháu N là con một của vợ chồng anh Huỳnh Quốc Tuấn. Trước đó, cháu bị lây dịch COVID-19 từ người thân nên được chuyển đến bệnh viện Hòa Vang để điều trị. Bố mẹ cháu đã được ghi nhận là F1 nên được chuyển đến khu cách ly tập trung. Sau khi mẹ cháu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Vào chiều ngày 31 tháng 5, cháu N đã được về nhà sau khi khỏi bệnh, trong khi mẹ cháu đang ở bệnh viện, còn bố cháu thì đang ở khu cách ly. Bạn Trần Thị Phương Ánh, sinh viên năm 4, trường Đại học Duy Tân, người đang chăm sóc và ở cùng với cháu N, chia sẻ. Khi biết cháu N khỏi bệnh về nhà nhưng bố mẹ cháu chưa về, em đã xung phong được vào sống cùng với bé. Cháu N rất ngoan và rất tự lập nên không gặp khó khăn hay vất vả gì cả. Mặc dù sống cùng nhà nhưng Ánh và cháu N luôn giữ khoảng cách 2 mét để bảo đảm an toàn về phòng chống dịch. Phương Ánh tâm sự, em được biết người khỏi bệnh COVID-19 cũng có thể tái dương tính nên em cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên nghĩ đến việc bé ở một mình, không có người thân nên em đã sẵn sàng xung phong vào ở cùng với bé. Có lẽ đây là việc làm để lại nhiều kỷ niệm nhất đối với em trong cuộc đời làm tình nguyện viên. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 6, thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về điều chỉnh lịch thi và thời gian làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Theo đó, lịch thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ được lùi xuống ngày 12 và 13 tháng 6. Cụ thể là vào sáng ngày 12 tháng 6, thi ngữ văn 90 phút và ngoại ngữ 45 phút. Vào sáng ngày 13 tháng 6 thì thi toán 90 phút và lịch sử là 45 phút. Vào sáng ngày 14 tháng 6, học sinh thi các môn chuyên ngữ văn, toán, tin học, sinh học, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, môn thay thế. Vào chiều ngày 14 tháng 6, thi môn vật lý, lịch sử, địa lý, hóa học và tiếng Anh. Vào ngày 15 tháng 6, thi các môn chương trình song bằng, toán bằng tiếng Anh, vật lý bằng tiếng Anh, hóa học bằng tiếng Anh. Vào ngày 16 tháng 6, thi môn tiếng nói tiếng Anh. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, do giảm tải thời gian làm bài, nên số lượng câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi môn ngoại ngữ không chuyên và môn lịch sử không chuyên là 30 câu trên một đề thi, giảm 10 câu so với kế hoạch ban đầu. Giảm bớt số câu trong từng phần trong cấu trúc đề thi, nhưng vẫn bảo đảm sự phân hóa cả đề thi. Toàn thành phố Hà Nội có 93.362 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 với 4.500 phòng thi tại 190 điểm thi. Hà Nội đã huy động 12.000 cán bộ và nhân viên tham gia làm công tác thi. Dự bản nằm bên nhà máy thủy điện Trung Sơn với lượng điện cung cấp khoảng 1 tỷ kWh trong một năm. Nhưng điều khó tin là bản Bường thuộc xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa với 31 hộ dân, 156 nhân khẩu vẫn chưa được sử dụng lưới điện của quốc gia. Buổi tối từ trên cao nhìn xuống, bản Bường như một hố sâu đen đặc, người dân thu mình trong không gian tăm tối, tĩnh mịch. Không có điện sinh hoạt, cuộc sống người dân bản còn có nhiều hạn chế, đời sống lạc hậu và khó khăn. Với họ, những thứ như tivi, điện thoại vẫn là những vật dụng vô cùng xa lạ. Ông Vi Văn Huyền, người bản Bường chia sẻ,
không có điện, bà con không được xem tivi, không được tiếp cận thông tin, các cháu buổi tối không thể học bài. Mùa hè nóng cũng không thể sử dụng quạt, mùa đông học sinh đến trường không thể học được vì ngày cũng như đêm. Chúng tôi đã kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương, nhưng đến nay nguyện vọng vẫn chưa được đáp ứng. Gia đình ông Vi Xuân Nhất ở bản Bường có một chiếc máy xay sát lúa phục vụ cả bản. Do không có điện nên ông phải dùng xăng để chạy máy. Ông Nhất cho biết, loại máy sát này nếu dùng xăng thì xay một tạ lúa hết 15.000 đồng, còn nếu dùng điện thì chỉ có 4.000 đồng. Chính vì thế khi bà con đến nhờ xay sát, ông cũng phải lấy giá cao để bù vào tiền xăng. Cũng theo ông Nhất, không có điện khiến cho nhiều năm qua cái đói cái nghèo vẫn đeo bám người dân bản. Theo những người già trong bản Bường, họ sống không có điện khổ quen rồi, nhưng chỉ mong thế hệ con cháu được sống dưới ánh điện để bớt cơ cực, có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho thấy, Thanh Hóa hiện còn 37 thôn, bản với hơn 2.000 hộ dân thuộc các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Thưa quý vị, cuối chương trình, xin mời quý vị đến thăm anh Mai Tuấn Anh, sinh năm 1967, trú phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Người sở hữu khả năng kỳ lạ, đó là hút chặt các đồ vật vào cơ thể. Những ngày qua, nhiều người dân sinh sống quanh phố Nam Sơn 2, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, không khỏi tò mò và thích thú khi chứng kiến dị nhân Mai Tuấn Anh trổ tài hút các đồ vật dính chặt vào cơ thể. Từ những chiếc như thìa, đũa, mâm, đĩa đến các đồ vật lớn như bàn, kính thủy tinh nặng hàng chục kg, tất cả đều được anh Tuấn Anh hút chặt vào người như có nam châm. Khả năng đặc biệt được anh Tuấn Anh phát hiện từ tháng 4 năm 2021. Anh Tuấn Anh chia sẻ, sau khi xem một clip trên Facebook, lúc tập thể dục, tôi thử đưa chiếc mâm và dao đặt lên ngực. Không ngờ cái đồ vật này không hề rơi xuống đất. Từ đó tôi phát hiện mình có khả năng kỳ lạ này. Để chứng minh cho mọi người xem, anh Tuấn đã cởi áo và bắt đầu đưa những chiếc kéo, dao, mâm và các vật dụng như kim loại. Mỗi đồ vật sau khi đặt lên ngực của anh đều dính chặt như có nam châm. Không chỉ có các đồ vật bằng kim loại, anh còn trình diễn cho người xem khả năng hút các đồ vật bằng sành, thủy tinh như đĩa, mặt bàn. Kết thúc màn trình diễn, anh Tuấn Anh đã nhờ hai người phụ giúp nâng chiếc mặt bàn bằng đá nặng 32kg về phía mình, rồi anh đặt lên ngực. Thật bất ngờ là chiếc mặt bàn đã dính chặt lên cơ thể của anh, mặc cho anh đi lại quanh gian phòng. Theo anh Tuấn Anh, trước khi hút được các đồ vật thì sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường và cho đến nay sức khỏe của anh vẫn không có gì thay đổi. Dị nhân 54 tuổi chia sẻ thêm, đây là khả năng hoàn toàn tự nhiên mà tôi phát hiện mình có thể làm được. Tôi chưa bao giờ học hay tập luyện về những cái này. Khi phát hiện mình hút được các đồ vật tôi cũng thấy lo lắng. Khoảng 3 đêm đầu tôi lo đến không ngủ được vì không biết cơ thể có bị gì không. Đến nay tôi thấy hoàn toàn bình thường. Kính thưa quý khán thính giả, một tin trong nước trưa ngày 3 tháng 6 của Đài Can Đài TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.